Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy xuống cung vua Giu-đa, tại đó ngươi khá rao lời này mà rằng: Hỡi vua của Giu-đa ngồi trên ngai Đa-vít, ngươi cùng tôi tớ ngươi và dân sự ngươi vào các cửa này, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy làm sự chính trực và công bình, cứu kẻ bị cướp khỏi tay người ức hiếp, chớ làm sự thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người trú ngụ, cho kẻ mồ côi hoặc người quá bụa, và chớ làm đổ máu vô tội trong nơi này. Vì nếu các ngươi thật vâng làm lời này, thì sẽ có vua ngồi trên ngai David cưỡi xe và ngựa, người cùng tôi tớ người và dân người do các cửa nhà này mà vào. Nhưng nếu các ngươi chẳng khứng nghe lời này, Đức Giê-hô-va phán: Ta chỉ mình mà thề, nhà này sẽ thành ra hoang vu. Đức Giê-hô-va phán về nhà vua Giu-đa như vậy: Ta coi ngươi cũng như Ga-la-át, cũng như chót núi Li-ban, nhưng ta chắc sẽ làm cho ngươi ra đồng vắng, ra các thành không người ở. Ta sắm sẵn những kẻ tàn hại nghịch cùng ngươi, thảy đều cầm khí giới. Chúng nó sẽ đốn những cây bách rất tốt của ngươi và quăng vào lửa. Có nhiều dân tộc sẽ đi qua gần thành này, đều nói cùng bạn mình rằng: Cớ sao Đức Giê-hô-va đã đãi thành lớn này như vậy? Sẽ có kẻ đáp rằng: Ấy là tại dân thành đó đã bỏ giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà thờ lại và hầu việc các thần khác. Chớ khóc người chết, chớ than thở về người, thà hãy khóc kẻ đi ra, vì nó sẽ không trở về, chẳng còn lại thấy xứ mình sinh trưởng. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy về Sa-lum, con trai Giô-si-a vua của Giu-đa, kế vị cha mình là Giô-si-a và đã đi khỏi nơi này. Người sẽ chẳng trở về đó nữa, mà chết tại xứ đã bị đày đến, chẳng còn lại thấy đất này nữa. Khốn thay cho kẻ xây nhà trái lẽ công bình, làm phòng bởi sự bất nghĩa, dùng kẻ lân cận mình làm việc vô lương và chẳng trả tiền công, nói rằng: Ta sẽ xây tòa nhà rộng rãi, có những phòng khoảng khoát, soi những cửa sổ, lợp trần bằng gỗ bách hương và sơn son. Ngươi lấy gỗ bách hương ganh đua sự đẹp, há nhân đó được làm vua sao? Cha ngươi xưa đã ăn đã uống, làm ra sự công bình chính trực, cho nên được thịnh vượng. Người đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết ta sao? Nhưng mắt và lòng ngươi chăm sự tham lam, đổ máu vô tội và làm sự ức hiếp hung dữ. Vậy nên về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a vua của Giu-đa, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người ta sẽ chẳng khóc người mà nói rằng: Ôi anh em ta, ôi chị em ta, cũng sẽ chẳng than tiếc mà rằng: Thương thay Chúa, thương thay vinh hiển Chúa. Người sẽ bị chôn như chôn con lừa, sẽ bị kéo và quăng ra ngoài cửa thành Jerusalem. Hãy lên Liban và kêu la, cất tiếng lên ở Ba-san, hãy kêu la từ chót núi Abarim, vì hết thảy người yêu ngươi đều bị hủy diệt. Ta đã nói cùng ngươi, đang thời ngươi thịnh vượng, nhưng ngươi nói rằng: Tôi chẳng khứng nghe. Từ khi ngươi còn trẻ, tánh nết ngươi đã dường ấy, đã chẳng vâng lời ta. Hết thảy những kẻ chăn dân của ngươi sẽ bị gió nuốt, và kẻ yêu ngươi sẽ đi làm phu tù. Bây giờ ngươi chắc sẽ bị hổ mang nhuốc vì mọi tội ác mình. Ngươi là kẻ ở trên Liban và lót ổ trong chòm cây hương bách kia.
Khi ngươi gặp tai nạn, quặn thắt như đàn bà sinh đẻ, đáng thương xót biết bao. Đức Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, dầu Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa, là cái ấn trên tay hữu ta, ta cũng lột ngươi đi. Ta sẽ phó ngươi trong tay những kẻ muốn đòi mạng ngươi, trong tay những kẻ mà ngươi sợ, tức trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon và trong tay người canh đê. Ta sẽ đuổi ngươi cùng mẹ đã đẻ ra ngươi đến trong một xứ khác, không phải là xứ ngươi sinh ra, và ngươi sẽ chết tại đó. Còn như đất mà linh hồn chúng nó mong lộn lại thì sẽ không được trở về. Vậy Giê-cô-nia này há phải cái bình khinh dễ và bị bẻ sao? Há phải cái bình không ai ưa thích sao? Làm sao nó và dòng dõi nó bị ném ra, bị quăng trong một xứ mình chưa từng biết? Hỡi đất, 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 hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy ghi người này trong những kẻ không có con cái, trong những kẻ cả đời không thịnh vượng, vì con cháu nó sẽ không một người nào thịnh vượng, ngồi ngai David và cai trị trong Giu-đa nữa. Chương 23. Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho những kẻ chăn, hủy diệt và làm tan lạc bầy chiên của đồng cỏ ta. Vậy nên, về những kẻ chăn giữ dân Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi làm tan lạc bầy chiên ta, đã đuổi đi và không thăm nom đến. Này, ta sẽ thăm phạt các ngươi về những việc giữ mình làm. Đức Giê-hô-va phán vậy: Ta sẽ nhóm những con sót lại của bầy ta, từ các nước mà ta đã đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó trở về trong chuồng mình, chúng nó sẽ sanh đẻ thêm nhiều. Ta sẽ lập lên những kẻ chăn nuôi chúng nó, thì sẽ chẳng sợ chẳng hãi nữa, và không thiếu một con nào. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chính trực công bình trong đất. Đang đời vương đó, Giu-đa sẽ được cứu, Israel sẽ ở yên ổn, và người ta sẽ xưng danh ấy là Đức Giê-hô-va, sự công bình chúng ta. Đức Giê-hô-va phán: Vậy nên, những ngày đến, bây giờ người ta sẽ chẳng còn nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là đấng đã đem con cái Israel lên khỏi đất Ai Cập, nhưng nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là đấng đã đem lên và dắt dòng dõi nhà Israel về từ phương Bắc, từ các nước mà ta đã đuổi họ đến. Chúng nó sẽ ở trong đất mình. Về các tiên tri, lòng ta tan nát trong ta, xương ta thảy đều run rẩy. Ta như người say, như người say sẩm vì rượu, bởi cớ Đức Giê-hô-va và những lời thánh của Ngài. Trong đất đầy những kẻ tà dâm, vì cớ bị rủa sả thì đất nên sầu thảm. Những đồng cỏ nơi đồng vắng đều khô khan. Người ta chạy theo đường dữ, sức chúng nó là không công bình. Vì chính kẻ tiên tri, thầy tế lễ đều là ô uế. Ta thấy sự gian ác chúng nó đến trong nhà ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên đường chúng nó sẽ như nơi trơn trượt trong tối tăm, sẽ bị đuổi và vấp ngã tại đó. Vì đến năm chúng nó bị thâm phạt, ta sẽ giáng tai vạ trên chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã thấy rõ sự điên dại của bọn tiên tri xứ Samari. Chúng nó nhân danh ba anh mà nói tiên tri, khiến dân Israel ta lầm lạc. Nhưng nơi bọn tiên tri ở Jerusalem, ta đã thấy sự đáng gớm ghiếc. Chúng nó phạm tội tà dâm, bước theo sự giả dối. Chúng nó làm cho cứng vững tay kẻ dữ, đến nỗi chẳng ai xây bỏ sự ác của mình. Ta coi chúng nó thảy đều như Sodom, và dân cư nó như Gomorrah. Vậy nên, về phần bọn tiên tri đó, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ cho chúng nó ăn ngải cứu và uống mật đắng,
vì các tiên tri ở Jerusalem đã làm cho sự vô đạo tràn ra trong cả xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: chớ nghe những lời của các tiên tri nói tiên tri với các ngươi. Chúng nói dạy cho các ngươi sự hư không và nói sự hiện thấy bởi lòng mình, chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va. Chúng nó cứ bảo kẻ khinh dễ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán, các ngươi sẽ được bình an. Lại bảo những kẻ bước theo sự cứng cỏi của lòng mình rằng: chẳng có tai họa nào sẽ đến trên các ngươi hết. Vậy, ai đã đứng được trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va để được ngắm xem và nghe lời Ngài? Ai đã suy xét và nghe lời Ngài? Này, cơn giận của Đức Giê-hô-va đã phát ra như bão, như gió lốc, nổ trên đầu những kẻ dữ. Đức Giê-hô-va chưa làm trọn ý đã định trong lòng, thì cơn giận của Ngài sẽ chẳng trở lại. Trong ngày sau rốt, các ngươi sẽ rõ biết sự ấy. Ta chẳng sai những tiên tri này, mà chúng nó đã chạy. Ta chẳng phán với, mà đã nói tiên tri. Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta, thì đã khiến dân ta nghe lời ta và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi. Đức Giê-hô-va phán: ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giê-hô-va phán: có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: há chẳng phải ta đầy dẫy các tầng trời và đất sao? Ta nghe điều những kẻ tiên tri này nói. Chúng nói nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối rằng: ta có chiêm bao, thật ta có chiêm bao. Những tiên tri ấy theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri. Chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? Chúng nó mỗi người thuật chiêm bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân quên danh ta cũng như tổ phụ chúng nó vì ba anh quên danh ta. Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán: rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán rằng: này, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta. Đức Giê-hô-va phán: này, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra mà rằng: Ngài phán. Đức Giê-hô-va phán: này, ta nghịch cùng những kẻ lấy chiêm bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời dối trá khoe khoang mà làm cho dân ta lầm lạc. Nhưng ta không sai và cũng không bảo chúng nó. Chúng nó cũng không làm ích gì cho dân này hết. Đức Giê-hô-va phán vậy. Nếu dân này, kẻ tiên tri hay là thầy tế lễ hỏi ngươi rằng: gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì? Khá đáp rằng: gánh nặng gì? Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ từ bỏ các ngươi. Còn như kẻ tiên tri, thầy tế lễ và dân sẽ nói rằng: gánh nặng của Đức Giê-hô-va, thì ta sẽ phạt người ấy và nhà nó. Vậy, này là câu mỗi người khá hỏi kẻ lân cận mình. Mỗi người khá hỏi anh em mình rằng: Đức Giê-hô-va đã trả lời làm sao? Đức Giê-hô-va đã phán thế nào? Bây giờ, chớ nói gánh nặng của Đức Giê-hô-va nữa, vì lời của mỗi một người sẽ là gánh nặng của nó. Vì các ngươi đã làm trái những lời của Đức Chúa Trời hằng sống, của Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời chúng ta. Vậy, ngươi khá hỏi kẻ tiên tri rằng: Đức Giê-hô-va đã trả lời cho ngươi làm sao? Hay là Đức Giê-hô-va đã phán thế nào? Nhưng nếu các ngươi nói rằng: gánh nặng của Đức Giê-hô-va, bởi cớ đó Đức Giê-hô-va phán như vậy, vì các ngươi nói lời này: gánh nặng của Đức Giê-hô-va, và ta đã sai đến cùng các ngươi đặng bảo các ngươi rằng chớ còn nói rằng gánh nặng của Đức Giê-hô-va. Nhân đó, này, ta sẽ quên hẳn các ngươi, ta sẽ bỏ các ngươi, và thành ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi xa khỏi trước mặt ta. Ta sẽ khiến các ngươi chịu nhơ nhuốc đời đời, hổ thẹn vô cùng,
không bao giờ quên được. Chương 24. Đức Giê-hô-va tỏ cho tôi, này, có hai giỏ trái vả để trước đền thờ Đức Giê-hô-va. Ấy là sau khi Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã bắt Jeconia, con trai Jehoiakim, vua Juda, cùng các quan trưởng Juda, với các thợ nghề và thợ rèn, từ thành Jerusalem đem về nước Babylon làm phu tù. Một trong hai giỏ thì đựng những trái vả rất tốt như trái vả đầu mùa, còn giỏ kia thì đựng trái xấu lắm đến nỗi không có thể ăn được. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa, thấy trái vả, những trái tốt thì rất tốt, còn những trái xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, như những trái vả tốt này, ta cũng sẽ xem những kẻ phu tù Giu-đa mà ta đã sai từ nơi này đến trong đất người Canh-đê, cho chúng nó được ít. Ta sẽ để con mắt ta trên chúng nó làm ít cho, và ta sẽ đem họ về trong xứ này, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa. Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta. Còn như Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các quan trưởng nó và dân sót lại của thành Giê-ru-sa-lem là dân còn ở trong đất này, và những kẻ ở trong đất Ê-díp-tô, thì người ta làm cho những trái vả xấu quá, ăn không được thế nào. Ta cũng sẽ làm cho chúng nó thế ấy. Ta sẽ phó chúng nó để bị ném đi ném lại giữa mọi nước thế gian, cho chúng nó chịu khổ, chịu mắng nhiếc, soi bói, cười chê, rủa sả trong mọi xứ mà ta sẽ đuổi chúng nó đến. Ta sẽ sai gươm dao, đói kém, ôn dịch giữa chúng nó, cho đến chừng chúng nó bị hủy diệt khỏi đất ta đã ban cho chúng nó cùng tổ phụ chúng nó. Chương 4. Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, này là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Dù vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Vì luận về ngày thứ bảy có chép rằng, ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài. Lại một chỗ khác có chép rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe tin lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin, nên về sau lâu lắm, trong một thơ của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay, như trên kia đã dẫn rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Và nếu Giô-suê đã cho họ yên nghỉ, thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Chương 5.
phàm thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập lên hầu việc Đức Chúa Trời để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi. Người đã bị vây trong sự yếu đuối nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Ấy bởi sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Vả lại, không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình, phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa. Cũng một thể ấy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng tại Đấng đã phán cùng Ngài rằng: Ngươi là con ta đã sanh ngươi ngày nay. Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchisedec. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Dù Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchisedec. Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Thi Thiên 68. Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến thù nghịch Ngài tản lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Như khói tỏa thế nào, Chúa sẽ làm tan chúng nó thể ấy. Như sáp tan chảy trước lửa làm sao, những kẻ ác sẽ bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy. Nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ. Hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài. Khá đắp đường cái cho Đấng cưỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng. Đức Giê-hô-va là danh Ngài, hãy vui mừng trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha kẻ mồ côi và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn, song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan. Hỡi Đức Chúa Trời, khi Chúa đi ra trước dân Chúa và đi tới trong đồng vắng, thì đất rúng động, các tầng trời đặt ra nước trước mặt Đức Chúa Trời. Núi Sinai kia cũng rúng động trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Israel. Đức Chúa Trời ơi, Chúa giáng mưa lớn trên sản nghiệp Chúa. Khi nó mệt mỏi, Chúa bổ nó lại. Hỡi Đức Chúa Trời, hội Chúa ở tại đó. Vì lòng nhân từ, Chúa sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng. Chúa truyền mạng lệnh ra, các người đàn bà báo tin thật một đoàn đông lắm. Các vua có đạo binh chạy trốn, họ chạy trốn, còn người đàn bà ở lại trong nhà chia của cướp. Khi các ngươi nằm nghỉ ở giữa chuồng chiên, thì giống như cánh bồ câu bọc bạc và lông nó bọc vàng xanh. Khi Đấng toàn năng tản lạc các vua tại đó, thì xứ trở nên trắng như lúc mưa tuyết tại Sanh Môn. Núi Ba San là núi của Đức Chúa Trời. Núi Ba San có nhiều chót. Hỡi các núi có nhiều chót, sao các ngươi ngó cách ganh ghét núi mà Đức Chúa Trời đã chọn làm nơi ở của Ngài? Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời. Xe của Đức Chúa Trời số là 2 vạn, từng ngàn trên từng ngàn. Chúa ở giữa các xe ấy y như tại Sinai trong nơi thánh. Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù. Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người, và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ở với chúng nó. Đáng ngợi khen Chúa thay là Đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải cứu chúng tôi. Ấy là nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người được tránh khỏi sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đạp nát đầu kẻ thù nghịch Ngài.
đỉnh tóc của kẻ cứ phạm sự gian ác. Chúa đã phán rằng, từ Ba-san ta sẽ dẫn dân ta về, đem chúng nó lên khỏi biển sâu, để ngươi dầm chân mình trong huyết, và lưỡi chó ngươi cũng được phần trong kẻ thù nghịch ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng nó đã thấy cách Chúa đi, tức cách Đức Chúa Trời là vua tôi đi vào nơi thánh. Các người hát sướng đi trước, kẻ đờn nhạc theo sau, ở giữa có những con gái trẻ đánh trống cơm. Hỡi những kẻ nguyên do nơi Israel mà ra, trong các hội, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời là Chúa. Kìa, Benjamin nhỏ là kẻ cai trị chúng nó, các quan trưởng Giuđa và bọn của họ, các quan trưởng Sabulon và các quan trưởng Nephtali. Đức Chúa Trời ngươi đã ban sức lực cho ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy khiến vững bền việc Chúa đã làm cho chúng tôi. Bởi cớ đền thờ của Chúa tại Jerusalem, các vua sẽ đem dâng lễ vật cho Chúa. Xin hãy mắng thú trong lau sậy, của đoàn bò đực với những bò con của các dân, là những người đem nén bạc quỳ xuống dâng cho. Xin Chúa hãy tản lạc những dân tộc ưa thích sự giặc giả. Những công hầu sẽ từ Ai Cập mà ra, Ethiopia sẽ lật đật giơ tay lên cùng Đức Chúa Trời. Hỡi các nước của đất, hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, khá hát ngợi khen Chúa, tức là đấng cởi trên các tường trời thái cổ. Kìa, Ngài phát tiếng ra là tiếng có sức lớn. Hãy tôn quyền năng cho Đức Chúa Trời, sự oai nghiêm Ngài ở trên Israel và quyền năng Ngài ở trong các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa thật đáng sợ trong nơi thánh Chúa. Chính Đức Chúa Trời của Israel ban sức lực và quyền năng cho dân sự Ngài. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời thay. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.